Thưa quý vị, năm học 2021-2022 đã qua 2 tuần thực hiện theo hình thức trực tuyến. Dạy và học trực tuyến không mới, và tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều thời điểm các bậc học phải dạy và học trực tuyến do dịch COVID-19 làm gián đoạn việc đến trường tập trung. Tuy nhiên, khó khăn trong dạy và học trực tuyến vẫn là khó khăn rất lớn với nhiều thầy cô giáo, các em học sinh. Học trực tuyến khiến những học sinh vừa chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở như Phạm Nguyễn Quốc Khánh ở trường trung học cơ sở Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu phải mất nhiều thời gian để tiếp cận làm quen, chứ chưa nói đến tiếp nhận kiến thức. Lúc đang học thì cứ bị văng ra, học thì có nhiều bạn thì cô kia bật cam thì không được, nhiều bạn thì để mic ồn ào chứ con viết bài không được. Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp 9, trường trung học cơ sở Thắng Nhì, sau tuần đầu phải học chung điện thoại với anh chị của mình, nay được nhà trường hỗ trợ thiết bị, việc học trực tuyến đã thuận tiện hơn. Tuy nhiên, vì đang là học sinh cuối cấp, Hân vẫn cảm thấy lo lắng, bởi học trực tuyến không hiệu quả bằng trực tiếp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi chuyển cấp. Nhiều khi mạng lái thì mình thoát ra cũng mất 1, 2, 3 chi tiết. Với lại bài giảng dắt chia sẻ màn hình cũng không có được hiệu quả. Dạ, năm nay con học lớp 9 rồi, nếu mà tình trạng học online như vậy sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi vào lớp 10 của con. Không chỉ học sinh gặp khó khăn khi học trực tuyến, nhiều thầy cô giáo dạy học trực tuyến cũng gặp trở ngại vì còn lúng túng trong ứng dụng công nghệ, khai thác phần mềm, đường truyền không đảm bảo. Bạn lớp trưởng đâu rồi? Sử dụng các phần mềm dạy học và các ứng dụng công nghệ thông tin và dạy học trực tuyến thì còn nhiều lúng túng. Thứ hai là về học sinh thì các em còn thiếu nhiều thiết bị học tập nên không thể tham gia dạy học trực tuyến cùng cô và các bạn. Thứ ba là đường truyền mạng thì cũng chưa tốt nên là ảnh hưởng đến các tiết dạy. Thứ tư nữa là ý thức của các em học thì cũng chưa tốt và chưa đạt hiệu quả. Ở khu vực nông thôn, việc dạy và học trực tuyến càng nhiều bất cập. Đã kết thúc tuần học thứ hai, em Dương Đào Cơ Lều, người dân tộc Châu Rò, học sinh lớp 12 trường phổ thông dân tộc Nội Chú Tỉnh vẫn chưa có sách giáo khoa. Phải học chay cùng chiếc smartphone cũ, tín hiệu chập chờn. Cơ Lều dù là một học sinh khá cũng không tài nào tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Thậm chí Cơ Lều đã lo đến chuyện, nếu phải học trực tuyến kéo dài, em đành phải thay đổi mục tiêu từ vào đại học sang học trung cấp nghề. Dạy như thế này thì không biết là các bạn sẽ như thế nào. Sợ có một số phần sẽ ngồi nghe hoặc là một số sẽ không nghe. Với lại thì em mong là hết dịch đi để được lên trường học. Là giáo viên thì sát với học sinh là sẽ tận tình dạy cho tụi em học lớp 12 cho đạt cái mục tiêu tụi em đề ra. Việc dạy học trực tuyến thì giữa giáo viên và học sinh thì còn hạn chế trong cái việc tương tác. Bên cạnh đó thì đường truyền cũng còn chập chờn nên việc dạy học cũng còn mất thời gian và nhiều lúc cũng bị gián đoạn. Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc Nội Chú Tỉnh cho biết sau 2 tuần dạy học, 100% học sinh nhà trường vẫn chưa có sách giáo khoa, hơn 30 em không có thiết bị học trực tuyến. Bên cạnh đó, không ít học sinh dù có thiết bị nhưng vì thiếu kỹ năng công nghệ nên cũng chưa thể học tập theo đúng nghĩa. Để cho các em đầy đủ dụng cụ học tập thì nhà trường cũng đã lên phương án là sẽ tổ chức cấp sách giáo khoa đến tận thôn bản nơi các em cư trú để các em có đầy đủ phương tiện sách giáo khoa, vở tập viết cũng như các phương tiện để giúp cho các em thực hiện tốt việc học tập trong thời gian tới.